Hello, hello, xin chào các bạn nha. Xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên người thân nha các bạn. Lại là mình ở đây. Ngày nào cũng vậy các bạn, mình cũng ra chăm mấy con bò các bạn. Các bạn hôm nay làm gì? Chắc là công việc hàng ngày hả các bạn? Hôm nay các bạn có đi chơi đâu không? Có đi du lịch đâu không? Trời hôm nay nắng các bạn, nếu như mình đi du lịch biển là chắc là vui lắm các bạn ha. Mình cũng rất thích nhưng mà mình cứ đi ngày nào cũng ra chăm mấy con bò các bạn. Cho nên là không có đi chơi du lịch được các bạn ơi. Thôi các bạn đi du lịch vui vẻ nha. Này giúp mình trèo 2 sung cho bò ăn các bạn ơi. Bò mình rất là thích ăn sung các bạn.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ cho kênh của cụ Huy. Một lần nữa cảm ơn mọi người nha. Bò liếm mắt các bạn ơi, liếm mình mồ hôi ra liếm mắt các bạn, thôi mình mặn á, nó chắc nó thiếu muối các bạn, nó thiếu chất muối nè, cho nên là mình liếm mồ hôi mình đều liếm nhá. Ngã các bạn ơi, anh ngã cái PV mình các bạn, mình chỉnh lại. Ai chà, rồi xong các bạn. Thôi thời lượng video mình đã sắp hết các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, an lành bên người thân nhé các bạn. Các bạn xem kênh của mình, ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh mình và một nút like và nhấn chuông hai lần để theo dõi video của mình, của cô Huy nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn nha, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Xin chào. Bye bye.